Thưa quý vị và các bạn, là vùng trọng điểm nông nghiệp của tỉnh, huyện Hải Lăng có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với nhiều sản phẩm đặc trưng được người tiêu dùng biết đến. Hiện toàn huyện đã có trên 50 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, trong đó có nhiều sản phẩm chất lượng cao và đã có thương hiệu. Để các sản phẩm này tiêu thụ mạnh trên thị trường trong và ngoài tỉnh, huyện đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, triển khai các giải pháp phát triển sản xuất tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề xây dựng thương hiệu đang đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm để hỗ trợ cho nông dân trực tiếp sản xuất, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị. Lên vùng gò đồi Ca Tư khai phá để sản xuất. Trước đây, gia đình chị Trần Thị Duyên chỉ trồng cam theo kinh nghiệm truyền thống. Nhưng 5 năm trở lại đây, được sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ và chính sách hỗ trợ sản xuất các sản phẩm chủ lực của huyện Hải Lăng, gia đình chị Duyên đã thực hiện mô hình trồng cam hữu cơ, áp dụng khoa học kỹ thuật trồng cam thân thiện với môi trường, như chỉ dùng phân bón hữu cơ, sử dụng đèn sinh học để bẫy côn trùng, các loại thuốc vi sinh, thảo mộc để phòng trừ bệnh cho cây. Hiện với gần 1.000 gốc cam, trong đó có 600 gốc đã cho thu hoạch, mỗi năm gia đình chị Duyên thu nhập trên 800 triệu đồng, sau khi trừ các chi phí. Vì là cam sạch, lại có thương hiệu cam Ca Tư, nên cam nhà chị Duyên luôn đắt hàng và được thị trường tin dùng, tiêu thụ rất tốt. Bước đầu lên làm đấy thì gia đình cứ trông mong là làm để đủ ăn thôi. Chứ không nghĩ là làm được kết quả tốt như vậy. Thế từ khi bắt đầu chuyển sang làm quả cam hữu cơ, thì sản phẩm đầu ra rất là chạy, mọi người rất là thích và giá bán cũng được rất là mỹ mãn. Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, những năm gần đây, huyện Hải Lăng đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh các giải pháp phát triển một số cây trồng chủ lực và một số mô hình sản xuất hiệu quả cao gắn với xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm. Từ đó, đã tạo động lực cho người dân sản xuất các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Nổi bật là sản phẩm như hồ tiêu vùng gò đồi, cam Ca Tư, lúa chất lượng cao, lúa đặc sản, lúa hữu cơ, nệm vùng cát, rượu gạo Kim Long, mứt gừng Mỹ Chánh, nước mắm Mỹ Thủy và nhiều sản phẩm khác. Từ sự quan tâm của các ban ngành của tỉnh, đến nay huyện Hải Lăng đã có hàng chục sản phẩm đặc trưng của địa phương được công nhận thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, mã vạch truy xuất nguồn gốc. Nhờ vậy, các mặt hàng này ngày càng được nhiều người biết đến và tiêu thụ rộng rãi, có sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Ở vùng cát, Hải Dương là một trong những địa phương đi đầu ở huyện Hải Lăng trong việc đầu tư, cải tạo, quy hoạch và đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng cát, xây dựng vùng chuyên canh cây ném, mướp đắng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đầu, dưa, đã tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Cụ thể, cây ném cho thu nhập từ 130 đến 140 triệu đồng một hecta, cây mướp đắng từ 110 đến 120 triệu đồng một hecta. Nhiều hộ nông dân nhờ đầu tư trồng sản phẩm sạch theo hướng hữu cơ mà thu nhập cao gấp nhiều lần so với các loài cây trồng trước đây. Gia đình tôi thì trồng cây hoa màu trên vùng cát là đã lâu rồi. Trước đấy thì làm thì hiệu quả làm thì cũng được nhưng mà hiệu quả kinh tế là không cao. Nhưng mà nhờ những năm trở lại đấy là có hệ thống điện và giao thông thủy lợi thuận tiện và trồng theo hướng hữu cơ, phân bón vi sinh nên chỉ là hiệu quả kinh tế mang lại cũng cao. Là vùng trọng điểm lúa của tỉnh với gần 9 vạn tấn lúa hàng năm, Hải Lăng là huyện đứng đầu ở tỉnh ta về sản xuất lúa gạo. Để nâng cao chất lượng lúa gạo, huyện đã đẩy mạnh tập trung tích tụ ruộng đất, dồn điền đổi thửa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hình thành vùng chuyên canh cánh đồng lớn, chủ động xây dựng mô hình lúa hữu cơ, sản xuất lúa sạch, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả canh tác, tiến đến xây dựng thương hiệu gạo sạch Hải Lăng. Theo cái chủ trương hiện nay của huyện thì đang còn tập trung chỉ đạo để mà xây dựng cái thương hiệu gạo sạch của Hải Lăng. Vì vậy đối với địa phương cũng đã tập trung coi như là triển khai một cách quyết liệt để thực hiện cái mô hình này. Thì trong thời gian qua thì cũng đã làm được một số cái mô hình về gạo hữu cơ để liên doanh để mà mang cái thương hiệu của gạo Hải Lăng. Vì vậy muốn đảm bảo cái hướng mà phát triển tốt cho cái lĩnh vực gạo sạch này thì cái sự quan tâm nhất của địa phương hiện nay và cũng như là của nông dân là cái sự tạo đầu ra liên kết cái thương hiệu của sản phẩm mà được quảng bá rộng rãi trên thị trường. Nếu mà làm được cái này thì theo
chủ trương của huyện là chắc chắn rằng trong thời gian tới thì cái đề án xây dựng gạo sạch mang thương hiệu làng này sẽ có hiệu quả. Có thể khẳng định, đề án tái cơ cấu nông nghiệp cùng với việc thực hiện nghị quyết số 02/2017 của Hội đồng Nhân dân huyện Hải Lăng về hỗ trợ một số cây trồng con nuôi có hiệu quả, tiềm năng phát triển, tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025 đã mang lại hiệu quả tích cực với giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, đã đạt 88,7 triệu đồng một hecta. Đặc biệt, sản phẩm nông nghiệp sạch có thương hiệu với hiệu ích thấy rõ đã thu hút sự quan tâm đầu tư của người dân Hải Lăng. Hiệu ích đã thấy rõ, tuy nhiên trong thực tế, vấn đề xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc trưng có thương hiệu ở Hải Lăng hiện cũng gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc, cần sự quan tâm hỗ trợ của các ban ngành và chính quyền các cấp. Thì sắp tới đây là chúng tôi tiến hành làm việc gáp luôn cho cái mộc đắng, rồi là tiến đến là làm thương hiệu mộc đắng. Thì với cái mộc đắng chúng tôi định làm hai dòng sản phẩm, cả thứ nhất là cái dòng sản phẩm tươi để bán vào các siêu thị, còn làm cái dòng sản phẩm khô và tiến đến đóng gói để làm thương hiệu để mà phân phối trên thị trường. Nhưng mà trong quá trình xây dựng thương hiệu chắc chắn là với cái tâm của hợp tác xã cũng như của xã là không làm nổi, thì mong chính quyền các cấp, cấp huyện, cấp tỉnh và nhà nước quan tâm giúp đỡ để tạo điều kiện cho đơn vị có được cái thương hiệu của cái mộc đắng này. Thì mong muốn của hợp tác xã chúng tôi mà để cái thương hiệu gạo Hải Lăng này nó được tồn tại và phát triển theo cái chủ trương của trên, thì chúng tôi cũng có mong muốn có thêm một chút đề xuất. Là thứ nhất là đề xuất về là cái khâu mà tiêu thụ sản phẩm, trong đó là có một cái là các cấp là quan tâm làm cho làm thế nào có các cái giấy chứng nhận đầy đủ, các cái thủ tục chứng nhận mà khi bán ra thị trường là người khách hàng người ta yên tâm. Thành công từ những vùng kinh tế nông nghiệp trọng điểm, nhất là việc hiện thực hóa các nghị quyết phát triển kinh tế vùng đồng bằng, vùng gò đồi, vùng cát đã tạo nền tảng để huyện Hải Lăng tiến đến sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ từ các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, đem lại hiệu quả kinh tế cho người sản xuất, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị. Thực tế cho thấy, hiện nay người tiêu dùng rất cần đến những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ từ cơ quan chức năng. Vì lẽ đó, việc xây dựng nhãn hiệu, phát triển thương hiệu các sản phẩm nông sản có vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, cùng với việc tích cực thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, huyện Hải Lăng tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông sản của địa phương trong thời gian tới. Hiện nay thì trên địa bàn huyện Hải Lăng cũng đã xác định được là trên 50 cái sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Thì để nâng cao cái giá trị của cái sản phẩm nông nghiệp chủ lực này á, thì ủy ban huyện đã cho cái chủ trương để xây dựng các cái thương hiệu cái sản phẩm này để đưa ra thị trường và tiêu thụ ở trên địa bàn của huyện. Chính sách của huyện là mở các cái quầy hàng để giới thiệu các cái sản phẩm chủ lực của huyện. Mỗi xã như vậy là phải có một cái quầy hàng giới thiệu sản phẩm chủ lực của huyện. Trên cơ sở là chỉ đạo các ngành tiến hành xây dựng các cái thương hiệu, các cái vùng chỉ dẫn địa lý bằng cách là sản xuất các cái sản phẩm an toàn để là xây dựng thương hiệu mà nâng cao giá trị của sản phẩm nông nghiệp. Hiện nay, huyện Hải Lăng tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, kêu gọi liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong việc đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sâu, cũng như làm tốt khâu tiêu thụ các sản phẩm nông sản. Tuy nhiên, để các sản phẩm đặc trưng của huyện Hải Lăng được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường, mỗi người dân, cơ sở sản xuất cũng cần nâng cao ý thức, tuân thủ theo các quy trình, tiêu chuẩn trong sản xuất để đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Hướng tới việc đưa thương hiệu sản phẩm nông nghiệp huyện nhà vươn xa hơn ở các thị trường trong và ngoài tỉnh.